Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món chè khoai dẻo viên tròn. Cái món chè này ăn rất là dễ ớn, thành ra mình chế biến thêm cái cách của mình để cho các bạn ăn bớt ớn. Khi mà mình nghĩ mình viết trong tiếng Anh đó, mình làm sao mình diễn tả chữ ớn, mình tìm không ra, nhờ con mình thì cũng chẳng biết luôn. Thì mình ra từ điển, mình thấy chữ ớn là cloy, còn chữ của Malaysia là jilat, cái gì tầm lum. Thôi nói chung là nếu mà ăn ớn á, sick up eating á, thì theo cái cách của mình nha. Khoai thì mình có 4 củ khoai, 2 củ mỗi loại. Khoai này mình mua cũng nửa tháng trước rồi, để nó khô queo luôn. Mình cũng có cái khoai màu, cái ruột cam, nhưng mà đem lấy làm bánh rồi. Thành ra bây giờ chỉ còn có 2 màu à. Rồi mình sẽ chế biến tùy theo cái nó ra cái màu gì thì mình chế màu đó. Hiện tại thì các bạn thấy khi mà sống á, thì nó vàng vàng trắng trắng vậy đó. Khi mình nấu lên tự nhiên ra màu xanh, thành ra mình chế nó thuận theo ý của nó, mình chế nó ra màu xanh luôn. Khoai rửa sạch, gọt hết những cái phần hà, phần sùng thì mình chẻ miếng ra. Nếu mà các bạn kỹ á, thì đem ngâm muối, ngâm nước muối cho nó bớt cái mủ đen á. Nhưng mà mình thôi, mình làm đại cho rồi. Tại vì lát mình nếu nó đen thì mình gọt, mình bỏ cái phần đen đó. Rồi bây giờ cái phần mình chặt cái phần khoai tím. Xui chưa? 2 củ mà cái củ to hơn thì bị thối mất. Ở ngoài không hề thấy cái gì mà thối nha, mà chặt ra rồi mới thấy nó bị hư rồi. Bây giờ mình làm cái kiểu của mình mà, mọi thứ cho nhanh gọn lẹ. Thì mình đem mình bỏ vô thêm một muỗng canh nước mỗi cái tô đó. Mình bỏ microwave. Cái màu vàng này á, thì mình bỏ cỡ 4 phút. Đậy cái miếng plastic lại, cover. Nó nằm ở phía trên, đừng cho đụng khoai. Rồi cái khoai tím á, thì nó ít hơn. Mình cho nó 3 phút thôi. Thì nó chín luôn. Mà khi mình làm á, mình không có đổ nước, thành ra cái khoai tím của mình nó khô rang à. Lát mình phải đổ thêm, cái mình làm lại. Thành ra mình ghi công thức cho các bạn là các bạn bỏ vô mỗi cái tô đó một muỗng canh nước nha, cho cái khoai mình nó dễ làm thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì. Thì bây giờ mình lột vỏ ra. Sở dĩ mình không có lột vỏ trước là mình sợ nó đen, với lại mình gọt nó thâm vô trong nữa. Bây giờ mình chín rồi mình gọt dễ hơn. Đó là cái chủ ý của mình muốn làm như vậy. Các bạn muốn theo cái cách của mình thì làm, còn không thôi gọt trước, ngâm muối rồi hấp, rồi lột ha, là làm cái gì tùy. Mình làm kiểu nào nhanh gọn. Có nhiều người kỵ không có muốn xài microwave, rồi còn phao tin đồn nhảm là Nhật cấm xài đầu năm 2000, là không 2020 là không có cho xài. Nhưng mà đó là tin đồn nhảm, không có lý do gì mà không có xài microwave để nấu những cái món ăn này. Sau khi mình gọt vỏ, mình loại bỏ những cái mà hư hao đi, thì bây giờ mình còn lại là 360 gram. Cái loại hồi nãy vàng bây giờ nó ra màu xanh, mình cũng chẳng gọi biết gọi màu gì, mình gọi vàng xanh luôn nha. Rồi 200 gram cái màu tím đó. Cái màu vàng xanh này á, mình sẽ nó chia, lát nữa mình sẽ chia nó làm hai. Để làm nát ra có nhiều cái cách làm nát. Bạn có thể làm như cái lấy cái razor như mình á, dầm dầm nó xuống. Hoặc là bạn lấy muỗng, lấy nĩa hay lấy gì, hoặc là bỏ vô máy xay, bất cứ cái gì bạn làm sao nó nát ra. Kỹ hơn nữa là mình có thể sau khi mình mash nó xong rồi á, mình đập nó nát rồi đó, mình có thể bỏ nó qua cái rây á, cái rây sắt, để mình chà nó xuống cũng được. Cái đó tùy mà muốn làm sao cho đẹp, cho khỏe, cho nhanh á, thì tùy mình. Rồi bây giờ thì mình ra mình cân lại cho chính xác là bao nhiêu, mình trừ bị trước rồi mình bỏ vô á, là mình, các bạn đừng để ý mình đổ vô bao nhiêu nha. Tại vì mình cứ thêm thêm bớt bớt, nhưng mà mỗi lần mình thêm bớt á, là mình đều ghi xuống. Thì cái tổng cộng cái số lượng bột của mình xài á, là 25 gram. Bột của mình là mình xài tinh bột khoai chứ không phải là bột khoai nha. Bột khoai thì nó không có cái độ trong dẻo, mà mình xài
cái tinh bột khoai vô để cho nó kết hợp với lại khi mình nấu lên nó không bị nát ra. Chứ bằng nếu ví dụ mình thay vì mình chà bột ra rồi mình bỏ bột vô mình nấu thẳng cái củ khoai mình cắt miếng á, thì bạn nấu lên nó sẽ bị vỡ nát ra, vỡ nát chứ không phải vỡ nát ra. Mình làm vậy á là thêm cái phần dẻo cái miếng miếng khoai. Sau khi ăn thì mình thẩm định mình thấy rằng cái khoai màu tím á, nó giữ lại cái mùi khoai nhiều hơn cái khoai màu xanh, cho nên khoai màu tím nó vừa đẹp mà vừa mắc tiền cũng phải rồi. Tuy là mình pha chung cái số bột giống nhau, cái tỷ lệ pha bột thì mình nói đó là mình 200 g, 200 mình thêm nữa đó bạn thấy, cho nên tổng cộng mình ghi là 25 g đó. Cái màu tím là mình 200 g khoai, sau khi mình làm xong hết rồi á thì mình thêm 25 g tinh bột khoai. Còn cái bột màu mình đang làm đây, màu xanh màu vàng này á, thì mình thêm 40 g tinh bột khoai. Đó là mình 360 g thì mình thêm vô bóng. Mình có cái công thức mình ghi ở ngay đầu của mỗi cái video clip của mình, cái phần description đó là mình ghi chi tiết rõ ràng. Các bạn xài computer thì thấy chữ show more, bấm lên đó thì nó sẽ dưới ngay dưới cái màn hình của cái video á, là nó sẽ có. Rồi nếu mà xài phone á, mình không biết mấy loại phone khác sao mà iPhone á thì nó có cái hình tam giác á, bấm lên đó. Bạn thấy mình đưa cái màu vàng vàng mà mới đưa ra đó là mình sẽ dùng cái màu vàng đó. Lát mình chạy ra vườn mình sẽ hái một đống hoa nữa. Cái này là mấy cái hoa mình cắm trong nhà, là mình lấy cái vàng của nó mình làm màu vàng. Cái nhụy của cái hoa crocus á, nó gọi là nghệ Tây á, là saffron. Saffron đó là cái màu vàng nghệ, nó rất là đắt tiền, nhưng mà nhà mình trồng cái loại hoa nó nhỏ xíu xíu á. Mình làm tí cho vui, mình bỏ cái màu xanh thì mình bỏ chừng một giọt cái lá dứa gọi là pandan extract, nó bán trong cái bình á. Còn tại vì mình không có xài nước lá dứa xay là bởi vì cái này á, mình không có hòa thêm nước, thành ra mình không có thể nào xay nước lá dứa ra, tại mình khoai của mình đã nhão rồi đó. Mình chỉ trộn bột vô cho nó đặc vô để mình vào viên, chứ còn mình thêm nước là mình phải thêm bột nữa, rất là phiền phức, ra một đống bột ai ăn cho hết. Rồi bây giờ thì chỉ có sau khi nhồi xong thì chỉ có việc mình lăn lăn nó ra một khỏi dài vậy, rồi mình giò tròn lại, hoặc là bạn cứ bóp cái tay mình vào kiểu nào, miễn sao nó to nhỏ gì cũng được, không cần thiết à. Bạn thấy cái màu tím này nó cái màu tự nhiên của nó nha. Còn cái màu màu tại vì màu xanh với màu vàng nên là mình thuận theo cái củ khoai có sẵn á, mình chỉ pha thêm vô để mình lấy màu. Chứ nếu mình có luôn cái củ khoai lang màu màu cam á, khoai lang Mỹ màu cam á, thì mình sẽ có thêm màu cam đẹp hơn. Mình chỉ cắt làm cái này, mình cắt rồi rồi mình cắt nhỏ quá rồi đó, lát là mình sẽ nhập lại, tại vì nhỏ quá to quá thì ăn cũng ớn, mà nhỏ quá thì mất công á, với lại nó cũng dễ nát nữa, thành ra lát á mình sẽ làm là mình sẽ vò lại cho nó to hơn. Cái tỷ lệ mà pha bột á không cần thiết nha, tùy theo cái khoai bạn bạn mua mà mình pha từ từ, mình pha từ từ. Mà bạn pha các loại mà có cái amylo cao, tức là ví dụ như là mình hay nói trong các video của mình á. Để coi mình nghĩ cái phần giải thích đó lát mình nói lại sau. Bây giờ mình đang đi vô cái phần mà làm màu đỏ, bởi vì có màu tím, màu vàng, màu xanh của mình hắn kiềm liễm mà. Mình muốn một cái màu nào để làm đẹp hơn cái tô chè của mình á. Thì mình mới nghĩ ra mình lấy cái màu đỏ của cái cranberry. Cranberry á là cái loại trái mà mình có sẵn trong tủ lạnh, mình lười biếng lấy ra quá, mình chỉ giải thích các bạn thôi. Thì đâu phải ai cũng có cái này, tại vì thường thường họ bán trong mùa Christmas á, mùa Noel á, thì mình đem mình là mình mua về mình trang trí gà tây hay là một con vịt của mình, bữa hôm đó là mình ăn con vịt mình mua về, thì mình dư ra cái mình đem làm mứt,
một số là mứt để lấy màu, rồi còn một số còn để trong đông lạnh, mua một bịch ra 2-3 đồng chứ mấy. Rồi mình xài có nhúm ở trên tay còn dư nguyên đó xài không biết, cho nên mình chế ra cái mứt này. Rồi mình lấy màu đỏ, mục đích của mình lấy màu đỏ là cho đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cranberry nó có vị chua, mình ăn mà bột không nó ớn lắm, thành ra mà cái này hắn có vị chua sơ sơ đó, thì mình bỏ đậu phụng vô ăn rất là ngon. Các bạn làm thử đi, các bạn không cần phải làm cranberry giống mình, các bạn có thể lấy strawberry hoặc là những cái loại berry mà có màu đỏ, mình đây mình nhồi nó ra mình lấy thôi, bỏ qua cái mình bỏ vô máy mình xay. Còn nếu không thì các bạn chà qua cái rây miệng thiệt miệng nhất á. Rồi bây giờ mình bỏ một hột hai hột đậu phộng vô cũng được, tùy theo. Nhưng mà tại vì mình làm ít bột quá, cái bột tinh bột khoai mình xài đây á là 60g tinh bột khoai, mình sẽ xài với lại 2 tablespoon, tức là 2 muỗng canh chất lỏng, tất cả là trong đó có 1 muỗng canh là cranberry syrup, là nước đường của cái cranberry đó. Hoặc là bạn làm từ, tại vì mình đang có sẵn nước đường của cranberry, chứ còn nếu các bạn lấy trái cây hay cái gì màu đỏ thì mình tổng cộng có số lượng nước đó là tổng cộng số lượng chất lỏng là 2 muỗng canh. 2 muỗng canh thì tương đương với 30ml, để hòa với lại 60 gam tinh bột khoai. Mà nước phải nóng nè, bạn mới vo viên được. Nếu mà bạn làm nước nguội á, là không có vo viên được, nước sôi luôn á. Rồi coi như là xong cái phần về vo viên và mấy cái cục đó xong. Bây giờ mình vô mình nấu chè, thì mình sẽ xài nồi Instant Pot, không bắt buộc các bạn có thể nấu bất cứ cái nồi gì. Cái nồi này thì mình xài 3 quart cho nó nhỏ nhỏ, mình nấu ít mà. Mình đang khơi một cái lon dừa, nhưng mà mình chỉ xài là nửa lon dừa thôi. Còn các bạn nào muốn béo á, thì xài hết, cái đó không có quan trọng. Còn cách mình nấu đây là cách nấu ăn liền cả nhà, coi như ăn tại nhà không có buôn bán. Nếu mà các bạn buôn bán á, thì các bạn muốn đẹp với lại đẹp lâu á, thì các bạn phải lục cái mấy cái cục đó riêng ra. Có thể lục chung nhưng mà vớt riêng ra, chứ không có để nguyên trong nồi của mình. Còn mình á, mình lấy cái nước á, này là mình nấu chè luôn, mình lục xong mình lấy nước nấu chè, mình không có vớt ra. Đó là mình nói thêm cho các bạn nào muốn ăn nhanh làm nhanh á. Tại vì mình làm mình ăn liền thì cũng không cần thiết phải vớt ra rồi ngâm nước lạnh rồi đủ thứ. Bây giờ mình nấu, mình sẽ xài cái nồi Instant Pot Pakot này á, thì mình bấm sauté rồi mình chọn mo là nhiệt độ cao nhất của sauté. Đổ vô 3 cấp nước, hiện tại là đổ 2 cấp, nhưng mà cái tay kia mình mắc cầm phone á, thành ra mình không có đi lấy thêm cấp nữa được. Mình sẽ lấy sau. Rồi mình đổ vô đến khi mà nó sôi lên á thì mình mới bỏ bột vô nha. Mà khi bỏ bột vô bạn nhớ lấy cái vá, mà vá nhựa hay là cái gì mềm không có bén á, để mình khuấy khuấy mấy cái bột. Đừng có cho mà cái này mình lo mình bỏ vô mình quay lấy vá mình ấy, cái nó hơi bị dính xuống dưới, phải đẩy nó lên liền, bỏ vô mình đẩy đừng cho nó dính xuống dưới. Bạn thấy ngộ ha, có những cái phản ứng hóa học mà, tại vì nếu mà mình giải thích nó quá dài dòng, bạn thấy mình nấu á cái màu hồng nó chập cắn ra đỏ chét luôn á, là do phản ứng thôi. Tại vì có cái trong này có cái axit, cái chua á, nó làm cái màu đỏ nó càng đỏ thêm. Mình cứ bỏ từ từ, bạn thấy nó màu vàng với màu đỏ thì nó không có ra cái nước màu, đến khi cái màu tím á là nó ra cái màu tím của cái khoai tím á, nó tất cả những cái màu tím á trong chỉ có những cái màu mà trong phòng coi như là cái màu tím tự nhiên á, nó rất là dễ bị phân hủy, nó dễ bị đổi màu lắm. Nhưng mà đặc biệt cái những cái màu tím của cái khoai này, hắn giữ màu từ nấu cho tới khi á, nó cũng còn giữ màu tím mà. Nếu mà các bạn kỹ nha, như mình nói hồi nãy á, thì mình luộc xong cái mình vớt cái này ra, mình bỏ vô nước lạnh cho nó khỏi bở rồi.
Rồi xong cái mình nấu nước đường, nước dừa riêng mình đổ vô, nhưng mà mình á, thì mình nấu luôn á, mình lấy cái nước làm chè luôn, không có sao hết. Còn nước dừa thì mình xài có nửa lon nước dừa, tức là 200 ml. Bạn nào muốn xài béo thêm thì đổ nhiều vô trong lúc nấu, rồi còn đổ thêm lên mặt, cái đó là tùy thôi. Đường á, thì mình lát mình nói bằng đường sao. Đường lần này mình đổ cũng hơi bị ngọt á, mình ăn lạt lắm. Mình thấy cái mấy cái màu này kết hợp cũng vui hả. Nếu mà có màu cam nữa thì cũng đẹp nữa. Màu cam là có thể từ khoai lang, cái khoai bí á, hoặc là thẳng trái bí luôn cũng được. Màu trắng nữa, đủ thứ hết. Nhưng mà thôi, mình có gì làm nấy. Những cái màu của mình đây cũng những cái màu là đa số là tự nhiên không à. Chỉ có màu xanh là tại vì mình không có thể nào mình pha nước lá dứa đó, do nó nhão mất công thêm bột. Thành ra mình chỉ xài một giọt cái tinh, nó chiết xuất cái lá dứa thôi. Bây giờ thì mình bỏ vô 1/4 muỗng muối. Muối này là muối biển. Bạn thấy cái màu tím nó là đậm nhất ha, ở trong cái nồi. Cái nắp này các bạn không cần phải đi mua nắp dành cho instant pot, lấy cái nắp nồi thường á, nào ăn rộng hơn chút cũng được, bằng càng tốt, không có quan trọng. Mình đậy lên để cho nó khỏi, ví dụ mình nấu bún hay nấu gì nó khỏi dính ở trên cái mấy cái vành á. Còn nấu cái này mình dễ thấy thôi, mục đích của mình, với lại nó cũng không có build up cái áp suất á. Rồi bây giờ mình thử thử lại để mình nêm thêm, nêm hay là vừa rồi. Nếu mà nó ngọt quá thì thêm, bởi vì mình cũng còn thêm cái, còn thêm màu đỏ bây giờ á, màu hồng bây giờ nó chuyển qua màu đỏ, mà mình để nó nổi nổi lên ở phía trên nó càng đỏ hơn cái phần ngâm dưới, nước ở dưới á. Cái số lượng đường của mình đó, mình đã ghi ở phía trước đó là một từ 120 tới 150 nha. Các bạn muốn là ngọt lạt gì là tùy các bạn. Rồi bây giờ mình nấu vậy, mình chặt chuyển nên nhiệt độ từ saute qua slow cook mà cũng mo như vậy đó, nó sôi lùng bùng lên. Rồi mình chờ sôi đến khi mà cái màu đỏ đỏ nó trong lên là mình biết cái là gần chín rồi. Mình bây giờ mình cho nó vô cái tí vani xong rồi mình bỏ nước cốt dừa vô. Mình xài cái nửa lon nước cốt dừa à. Còn bạn nào muốn có thì muốn béo nữa thì bạn thấy không, cái màu 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 đỏ nó lên đẹp không đó. Rồi vậy đó chứ, chập múc ra cái màu dừa nó bị cái màu tím nên nó phá mắt. Mình phải đổ thêm nước dừa vô nữa. Nước dừa các bạn có thể đổ thẳng từ lon hoặc kỹ á, thì mình cho microwave một tí xíu cỡ chừng 10 second á. Đó, cái màu tím nó bị dễ ra lắm. Nếu mà ăn không có cái màu đỏ đó, màu đỏ vừa cái vị khác, cái vị thì có vị chua chua hơn, hẳn có thêm cái đậu phụng mình bọc ở trong, và nó có cái nó là toàn là dẻo dẻo không, còn cái cục khoai á, thì nó có vị bùi ở trong đó nữa, mẫn thơm mùi khoai, thành ra nó kết hợp những cái hương vị nó kết hợp lại, mình ăn ít ngán mà ngon hơn. Rồi bỏ thêm mè, rồi mình có hạt thông thì mình bỏ cái này, mình ăn nửa chừng rồi mình mới nhớ mình chưa ăn biểu diễn, thành ra trong tô mình nó cũng gần hết rồi. Bây giờ mình mới đem ra mình ăn, mình quay quay lại. Mấy cái cục này á, thì nó vừa miệng khỏi cần cắn, mình bỏ vô là nó nhưng mà bây giờ mình muốn cắn là chút để mà các bạn thấy. Bạn thấy màu đỏ nó dễ thương quá hả, cái nó giống y cái trái, mà cái vỏ của cái trái cranberry ra là sao thì nó bây giờ nó giữ im, mặc dù á, là mình đã pha nó một mớ nước luôn á, khi mình nấu với đường xong rồi 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 nó đặc á, rồi mình làm này mình lấy ra một muỗng rồi mình pha với nước mà nó vẫn còn cái màu đỏ đỏ đẹp như vậy á. Còn màu vàng thì từ cái nhụy hoa Rocus, là gọi hoa ở nghệ Tây. Rồi đó, nhìn kỹ nó dung nhan đó lần nữa. Coi như là cái video chia sẻ với các bạn cái cách làm chè khoai của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.